Rất cảm ơn và kính chào quý vị đến với kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Quân đội đang tiến hành những bước cuối cùng trước khi chính thức lắp đặt cầu phao thay thế cầu phong châu bị sập, phục vụ đi lại của nhân dân. Vào chiều 25 tháng 9, đông đảo cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn 249, binh chủng công binh, cùng nhiều phương tiện, máy móc được huy động để phục vụ công tác chuẩn bị lắp đặt cầu phao thay thế cầu Phong Châu bị sập ngày 9 tháng 9. Vị trí lắp đặt cầu phao cách nơi xảy ra sự cố sập cầu Phong Châu khoảng 400 m về phía hạ lưu sông Hồng, bến sông bên bờ Tả Ngạn thuộc xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Bến sông bên bờ Hữu Ngạn thuộc xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Hàng nghìn khối đá đã được đổ xuống bến sông để đảm bảo việc gia cố được chắc chắn nhất. Các hạng mục đảm bảo an toàn tại bến sông đang được bố trí, lắp đặt để tổ chức bắt cầu phao đảm bảo chặt chẽ, đúng kế hoạch An toàn tuyệt đối cho người và trang bị. Lữ đoàn 249 binh chủng công binh đã có văn bản số 1968 LDTM đề nghị các cơ quan đơn vị của tỉnh Phú Thọ phối hợp giúp đỡ đơn vị đảm bảo an ninh, an toàn trong thực hiện nhiệm vụ bắc cầu phao khắc phục sự cố sập cầu Phong Châu. Với nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý chi cục đường thủy nội địa khu vực 1, đề xuất phương án vận hành cầu phao Phong Châu sau khi hoàn thành lắp đặt đảm bảo an toàn. Đại diện cục đường thủy nội địa Việt Nam cho biết để nhanh chóng vận hành cầu phao an toàn, sau khi lắp đặt xong, Chi cục Đường thủy nội địa khu vực 1 đã phối hợp với đơn vị vận hành cầu phao thống nhất phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa tại khu vực. Chi cục đề xuất phương án đóng mở cầu phao một lần một ngày, từ 9 giờ sáng đến 10 giờ hàng ngày, linh hoạt số lần đóng mở tùy theo phương tiện có nhu cầu lưu thông qua khu vực. Sau khi thống nhất với đơn vị vận hành cầu phao về thời gian đóng mở cầu phao, Chi cục ra thông báo hạn chế giao thông thông báo thời gian đóng, mở cầu phao, gửi đến các cơ quan thông tin đại chúng, các sở giao thông vận tải, chính quyền địa phương, thông tin đến các thuyền trường, điều khiển phương tiện biết để chủ động thời gian lưu thông qua khu vực, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Đồng thời, sở cũng đề nghị cho phép áp dụng cơ chế đặc thù trong công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu, thực hiện toàn bộ các gói thầu của dự án theo hình thức chỉ định thầu rút gọn để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng. Theo tờ trình, Cầu Phong Châu mới sẽ được xây dựng tại vị trí cầu Phong Châu cũ, km 18 cộng 300, quốc lộ 32C. Dự kiến tổng mức đầu tư là 875 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trung ương. Tổng chiều dài của dự án cầu Phong Châu khoảng 1 km. Trong đó, cầu Phong Châu mới được thiết kế theo phương án cầu đúc hẫng cân bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực với tổng chiều dài cầu tính đến hai đuôi mố là 393,5 m. Bề rộng toàn cầu là 21,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới hai làn xe thô sơ giải phân cách giải an toàn và lan can cầu